Phong Nguyễn xin kính chào quý bà cô bác anh chị kính mến nha. Hiện tại thì Phong đang có bệnh mặt ở bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ của bác anh chị. Thì bữa nay là đi xuống thăm một cái hoàn cảnh mà của anh Tấn Lê Dung có đăng tải lên, là gia đình là hoàn cảnh rất là khó khăn, trong khi đó là chị á, ở đây là chị bé là cũng đi là xin gạo về để ăn của bác anh chị, trên đường về thì không có biết như thế nào mà bị tai nạn rồi. Hiện tại thì cái hộp sọ của chị là được nuôi ở trên là thành phố. Thì tay chân của chị, của bác anh chị xem nè. Bây giờ là cái não nó đang bị tổn thương rất là nghiêm trọng. Tay chân là chị đập liên tục, là phải lấy dây buộc lại rất là chặt ở đây. Đó, cô chú anh chị xem. Còn ở đây là một cái người chồng của chị bé. Thì Phong cũng trao đổi sơ nét về tình hình của chị ở đây, để cho ông bà cô bác biết là cái hoàn cảnh là như thế nào. Và bên cạnh đó là để cần sự giúp đỡ từ phía những ông bà cô bác mạnh quân và những khán giả nha. Thì trước nhất thì Phong Nguyễn gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả quý khán giả của mạnh thường quân nha. Dạ. Em chào anh nha. Chào anh. Xin phép gắn cho anh ha. Dạ. Ở đây hình như bên đây là chồng của chị bé đúng không? Dạ. Anh là sao gia đình? Dạ em là người hàng xóm anh. Hàng xóm hả? Dạ. Em nghe nói là trong gia đình mà ảnh giống như ảnh khờ quá mà ảnh không có thể mà tự đi mua cơm, tự đi đóng tiền thuốc luôn ha. Dạ. Nói chung là ảnh như ảnh bị xương khớp này kia ảnh lọ không nhiều đó, chứ bị động kinh. Động kinh. Dạ. À, chị bé đây bao nhiêu tuổi anh biết không? Dạ chị Út về 48 tuổi rồi. 48. 48 tuổi. Còn anh chồng chỉ là tên gì anh? Phạm Văn Tám. Ô Nguyễn Văn Tám. À, anh Tám là bao nhiêu tuổi? Dạ anh sinh năm 82. 82. Dạ. Là anh là chỉ là một cái người ở xóm thôi. Dạ đúng rồi. À, là có quen biết gì không mà sao anh lại nuôi một cái người bệnh như vậy? Dạ nói chung em cũng bên ngoại em qua em chơi rồi em gặp cái hoàn cảnh như vậy đó, ảnh vậy đó, rồi em thấy thôi em đi xuống đây em giúp đỡ anh gì mặc giấy tờ với đi lời đó không? Dạ mặc giấy tờ rồi tinh thần ngoài như là đi tới lui phụ giúp ảnh mua đồ mua đạt này kia đừng ảnh như đó. Ờ là hiện tại bây giờ là cái não đã được đi mổ đi hấp rồi hay sao? Dạ cái hấp cái sọ anh. Hấp cái sọ. Hấp cái sọ. Cái câu chuyện mà chị bé ở đây á là bị tai nạn là như thế nào anh kể cho em nghe được không? Dạ như là chị này thì đi xin gạo đó, từ thiện á, ta phát phiếu ở đâu thì đi tới đó vậy đó, đi xe trên đường lúc mà 5 giờ mấy gần 6 giờ đó, rồi chị này như đi xin ăn vậy đó, rồi lúc mà đi trên đường đi tai nạn á, trên đường đi về á, rồi bị thằng kia nó chạy xe đi làm á cho anh, rồi nó tông ở sau nó tông tới. Yeah. Vậy là chị đi xin gạo mà đi sớm. Dạ đi sớm. Cái do công việc chính của chị là công việc làm cái gì anh? Dạ nói chung chị này không có công việc chính gì hết, chỉ đi xin thôi. Chỉ đi xin ăn vậy thôi. Rồi. À. Lúc trước chị cũng bình thường hay là sao? Nói chung chị cũng không bình thường luôn. Chị cũng chung là khờ khạo à, kia. Cũng khờ ha. Dạ. Nói chung đi xin ngày nào được 20-30 gì đó rồi về ăn hai chồng đủ ăn. Có con cái vậy không? Dạ không có con cái gì hết à. Không có con cái gì luôn. Dạ. Anh Tấn Lê Dung nói là tức là người chồng của chị bé đây anh có không được lanh lẹn hay? Dạ đúng mà anh. Anh không được lanh lẹn. Trong những ngày qua giấy tờ thủ tục là như thế nào, em có thể chia sẻ rõ hơn được không? Giấy tờ thủ tục thì ví dụ bác sĩ nó có kêu em thì vô nó giải thích em vậy thì đồng ý thì em với anh thảo luận với nhau như là đi người nhà đó thì em ký. Thì em thì tiếp nhận giấy tờ dùm cho anh chồng, dạ. Chị bé. Dạ. Khi mà ký những cái giấy tờ hợp pháp á thì dạ. đưa cho gia đình ký. Ảnh cũng không có ký nữa, anh ký xong rồi em ký xong rồi em mắc ảnh phải lăn tay chung với em. Ủa, tức là ảnh biết chữ không? Dạ không biết chữ anh. Trời đất. Thì trong khi mà xảy ra tai nạn vậy người thanh niên bên kia là có bị gì không anh? Dạ bị sơ sát nhẹ à. Ờ là cũng là lo cho chị ở đây hay là sao? Dạ thì lúc trước có bà dì có xuống lo mấy ngày rồi bà dì về. Ờ vậy là bên người gây tai nạn là cũng có phụ giúp. Dạ. Ờ cái số tiền ở đây thì anh có biết là số tiền nó khoảng bao nhiêu không? Nói chung em không có nói không biết được trước anh nè. Nói chung là cái này là cần thời gian điều trị dài á anh. Đúng rồi. Tại vì người ta nói bây giờ điều trị lâu dài. Bây giờ nó cho hút vô hút mạnh nói chừng giảm xuống 30-40% thì nó cho về địa phương cũng như nó cho về bệnh viện gần địa phương mình á.
À, cái này là đụng dữ lắm luôn rồi, mới cái não mà đem đi hấp là cũng dữ lắm á. Dạ. Hấp sọ đem đi hấp không? Hấp sọ, hấp sọ. Ừ, quên, không nói lộn. Không sao đâu. Tức là cái thời điểm mà khi mà chị bị tai nạn á, đến ngày hôm nay là bao nhiêu ngày? Dạ, từ bữa một tay tới nay. Từ một tay tới nay là cũng 11 ngày rồi. Ừ, cũng em trực tuyến ở đây là 11 ngày. À, anh đi vô đây phụ giúp cho chị ở đây á, thì bà con với gia đình anh có nói gì không? Dạ không anh. Ừ, cũng động viên anh ha. Dạ, cũng như phụ giúp ổng, tiếp ổng cho qua được hoàn cảnh này. Cái nhưng em thấy ổng, thấy em thấy như là hoàn cảnh gia đình khổ quá đi, em cũng đi tiếp ổng vậy. Em có gia đình gì chưa mà? Em có gia đình rồi nhưng mà em đổ vỡ rồi, hiện tại em đang nuôi con nhỏ. Bây giờ là cứ chị bé cứ tỉnh tỉnh mê mê như vậy ha. Dạ. Bác sĩ nói là khi mà đem cái hộp sọ đi hấp á, khoảng bao lâu mới ghép lại cái hộp sọ? Nói chung là cái đó khoảng chừng khi nào sức khỏe ổn định khoảng chừng 1 năm hay 2 năm sau ổn định. Ồ, trời đất ơi. Thời gian mà đi ghép với cái hộp sọ là rất là lâu luôn. Dạ. Với tốn tiền nhiều, nghe nói tốn tiền nhiều lắm. Bây giờ cũng hên là anh chị là không có con á, có con là còn đủ dữ nữa. Tức là vừa rồi anh cũng nghe em nói á, là cái công việc chính của chị đó là không có công việc gì hết. Dạ. Tối ngày chỉ đi xin, chị dạ, đi xin. Đi xin thôi à. Đi xin. Tức là xin đi kiểu như thế nào em? Như là đi xin chỗ này người ta, như đi xin chỗ như là ở mấy cái chỗ mà cơm bán cơm rồi đó. Bán cơm với bán hủ tiếu rồi đó. Rồi chồng của chị có đi làm không ạ? Dạ, chồng của ổng thì đâu có làm gì được việc nặng đâu. Tại vì ổng bị động kinh đó anh, rồi ví dụ đi làm giật xem. Chồng bị động kinh đó. Cũng xem chết mấy lần, tại giật rớt nước đó, rồi người ta lôi lên. À, giật đó. Lọt xuống nước rồi lôi dạ. Lên. Dạ. À, rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Chú Quỳnh nãy giờ nói chuyện với anh, không biết anh tên gì luôn á. Dạ, em tên Toàn. Anh Toàn, bao nhiêu tuổi anh? Dạ, em 30 rồi. 30, trời ơi, nói chuyện có buổi trời giờ mới biết tên ảnh với tuổi anh luôn. Cảm ơn anh Toàn nha. Dạ, dạ. Để hôm qua nói chuyện với chồng của chị bé ha. 40. 40 tuổi. À, chồng của chị bé. Ở đây thì bữa nay là có anh Tâm với chị Ngọc á, là Mạnh Thường Quân. À, sau khi mà biết được câu chuyện là rất là đau lòng. Khi mà gia đình á, là chỉ có hai vợ chồng thôi. Thì kinh tế là cũng không có đi làm gì hết. Tại vì cái đầu óc thì cũng không có được bình tĩnh, bình thường. Thì... vợ thì đi kiếm xin cơm ăn, còn chồng thì hay bị động kinh, chỉ mà bị yếu trong người của bác anh chị. Thì chính vì vậy mà chị Ngọc đã có mặt ở đây cùng với anh Tâm. Chị thấy hình ảnh này chị cảm nhận sao chị Ngọc? Dạ, thấy thương quá trời luôn, nào không thể tưởng luôn. Coi như là chỉ giờ giống như là chỉ bị bất động luôn, đâu biết gì đâu. Hiện tại bây giờ giống như là người thật chặt rồi đó. Nhưng mà hôn mê nay mấy ngày rồi cứ coi như vô đi. Em là cái gì? Dạ em là em sớm viện, nhưng mà gốc em thì ở bên La Dung, ngoại thì bên Vĩnh Thạnh. Cứ em qua chơi em gặp hoàn cảnh vậy đó rồi em giúp. Dạ em tốt dữ vậy. Có vợ con gì không cưng? Dạ em có vợ rồi nhưng đổ vợ rồi chị. Dạ. Coi như em đi phụ ảnh giúp. Coi như từ thiện á. Dạ. Ảnh coi như không biết gì hả? Nói chung ảnh không có được đanh lại người ta. Đây cũng tốt, nó sớm vậy thôi, còn gì bằng. Trời đất ơi, cái gì? Em ơi, em mang dép. Ủa, rồi dép bữa quay. Tôi dép quay vậy em. Tôi dép mình dép của phụ nữ mà. Dép của em. Bình viên quán đi. Ủa rồi. Tết về đi làm kiếm tiền sống mà bây giờ bỏ luôn. Ủa rồi, ở đây chỉ có một bịch bảo hiểm gì không? Bữa hổm cái bữa xuống một tay đây thì em có chạy về nhà hết, nói chung là bị gặp nạn là trăng ngày hết bảo hiểm luôn. Rồi em mắc chạy xuống đây xong em đi đơm xuống rồi em chạy xe gì đi đơm thì chở anh làm bảo hiểm với lo ba giấy tờ rồi cho chị. Đóng chưa? Đóng rồi hả? Dạ nạp xuống rồi, 2-3 ngày sau bảo hiểm nó mới được gia hạn. À, vậy là coi như gia hạn bảo hiểm rồi phải không? Ê, rồi chồng không có nuôi được là sao em phải nuôi? Nói chung là cũng như là ổng cũng chăm sóc được nhưng mà không có ấy như người ta đó. Như ổng không được, là không lanh. Động kinh lúc nhiều khi đi không được, nhưng đi
ổng mà lên lầu xuống hồi lên cái không bị nương mệt nữa. Ở đây thì vô đây thì gặp ở bên đây người bên đây trên người ta tiếp vậy thôi. Còn đó thì nó đứt chuột chốt nó nuôi lên lại. Bệnh gì vẫn không nói, bệnh gì cũng thuốc bệnh hết trơn. Thuốc hàng ngày luôn chứ. Nhưng mà hôm nay 11 ngày là em thấy có khởi sắc gì không? Hay là giống như từ đầu chứ không có bớt? Nói chung xuống đây là khả năng là khả năng là có tốt hơn. Cũng như xuống tới đây là được một ải rồi. Lúc nằm trong phòng game ơi là 9 ngày là nói chung trong đó là năm ăn năm thua. Lúc người ta đẩy ra là người ta nói có khả năng là người ta ca này người ta cho về, nhưng mà người ta rút có máy thở ra sao mà qua được thở được. Vậy là mới ra đây thôi hả? Mới dạ ra mới ra hai ngày. Hai ngày hả? Nó nghèo còn mắc cái em đúng không vậy? Cũng như là đi về là tính rồi cho về đó mà sao rút ống ra thở được mà mới cho xuống này nè. Cũng như qua được một bãi rồi. Càng ngày anh chồng là thấy uống thuốc thôi được. Bệnh mờ không? Cô ghe cũng khỏe. Cái dịch ghe. Cái tai đập đập vậy đó hả cưng? Đập hàng ngày vậy đó hả? Dạ. Nghe không vậy là có cảm giác đó làm tôi là tôi học rõ tiếp thời gian kéo dài tiếp thêm 1 đến 2 năm, nhưng 1 đến 2 năm thì đúng rồi như thế nào thôi bây giờ còn tùy theo số phận, tùy theo số phận thôi chứ giờ biết sao, nhưng mà khỏe ngày nào thì mừng ngày nấy thôi. Tại bên kia cũng đang người gia nạn á, cũng có trợ giúp phần nào á chị. Thì chứ giờ ta nghèo quá không giúp thì sao, ta nghèo quá không giúp tiền đâu. Bên kia khá giả quá. Dạ em nghe nói là bên kia là gia đình bên kia là không có người gì xuống nói là ba mất rồi mà mẹ bỏ lúc 5 tháng tuổi rồi, sống với ông bà khổ nữa thì cũng khó khăn nữa. Dạ bây giờ nói đi làm công nhân mà đi làm sớm đúng không ạ? Dạ nó đi làm công ty đông lạnh nghèo mà còn đụng phải người nghèo. Dạ. Có hỏi thăm ảnh được không? Anh hỏi thăm nãy giờ có hỏi thăm được không? Nói chuyện với ảnh thì cũng được vài câu à. Anh chị trò chuyện. Thôi vậy cho nói chị. Thôi chị trò chuyện với ảnh thôi chứ có đâu. Làm gì? Làm mướn thôi à. Hỏi tướng gì làm mướn đó. Cũng gái thằng trai chứ. Không cài chào của anh. Thật hờ, cười. Mà thời gian lúc mà chị chưa có bị đụng xe là anh có đi làm được không? Lúc mà còn chưa gây tai nạn thì em còn khỏe còn đi làm được. Bệnh đó mà vẫn đi làm được hả? Cũng làm trên phôi chứ không dám xuống nước. Không dám xuống nước. Đúng. Động kinh xuống nước giật cái té cái chết luôn, chết nước luôn á. Hồi đó sao bệnh bị cái đó? Bị máy hút cơm á. À, bị tai nạn lao động phải không? Không vậy đó, tai nạn lao động rồi. Rồi chắc bị, chắc không có chích ngừa gì ba cái đó, xét đó. Bị khô phổi nữa. Gan chứ, não khô luôn. Có giấy bệnh viện không anh? Anh á, não khô với lại khô gan á, có giấy bệnh viện không? Lúc đó là khám Hòa Long. Ta chẩn đoán vậy hả? Khám xong rồi. Nhưng mà kiểu như ở dưới quê khám xong rồi, không có đi bệnh viện, bỏ giấy luôn. Nhìn biết kết quả thôi chứ không có tiền đâu chị. Kiểu vậy đó. Lúc nghe anh chia sẻ, lúc đi qua đây là trong túi có được 1 triệu. Diệu đó là của gia đình mình thôi hay là ai mượn ai? Chuyện nhà. Chuyện nhà. Vậy là cũng giàu đó. Cũng có dư được 1 triệu. Cũng giàu đó. Bây giờ trong người mình có tiền không? Không. Thật chân luôn. Nhiều mất thấy rồi. Không còn gắt nữa. Không còn gắt. Không còn gắt mà cơm đâu ăn anh. Cơm đâu ăn? Từ thiện. Ở đây có cơm từ thiện. Có cơm từ thiện hả? Bây giờ bên bệnh viện không họ không có. Ủa rồi bác sĩ. Viện phí hả? Sĩ kêu đóng tiền là sao? Thì bên tai nạn bên kia không giờ đóng tiền gì đó. Còn ăn uống là tự mình đó. Đúng rồi. Bây giờ thí dụ điện không được ta rồi sao? Mấy ngày nay nghe đoạn nó chia sẻ là không có điện không có được. Thì điện về cho anh ruột chánh á. Anh biết nhà đó xuống dưới hả? Không mà mình nghĩ là dù gia đình này có nghèo nhưng mà người ta có trách nhiệm á. Thì cũng không đến nỗi nào đâu. Hôm rồi là quyên góp ở dưới bà con vùng vòng ở xóm mình khó khăn thôi đâu biết không biết luôn hả? Ở đây không đâu về đâu biết. Có gửi lên không phải không? Có gửi lên không? Bữa tôi coi sổ thì khoảng 1 triệu mấy hay gì không? Người cho 50, 20, 100 thì toàn nó đi tới luôn làm giấy đó chứ đâu có biết đâu.
gì cũng không biết hết. Không ấy, tại não khô rồi. Não khô rồi, coi như bệnh đủ thứ. Giờ với vợ vậy nữa, cái tinh thần đâu có được. Với lại đâu luôn. Ảnh thì cũng không có nhớ được. Anh trả lời được mà mình chỉ hỏi. Bây giờ mình trò chuyện anh trả lời được mình là mình thấy vui rồi. Đúng rồi. Thấy vợ anh bị vậy anh cảm giác anh thấy sao? Buồn chứ. Buồn hả? Cái kia anh không được mà rớt nước mắt á. Dạ. Rớt nước mắt. Hàng ngày chỉ đi xin gì, xin này xin kia gì ăn ha. Nghe anh chồng thì sẽ có khi xin gạo, có khi đã cho đồ ăn. À, chị không có đi làm đỡ phân hay. Không. Nên nó lúc trước cũng đi rửa bát, rửa chén ở chợ đó. Đúng rồi. Rồi sao không đi nữa? Không, nghỉ luôn. À, ta không kêu hay sao? Tại vì có bà kia xin vô đó. À, rồi mình bắt việc ha. Rồi. Vậy là có người làm có năng sức hơn vợ anh, là người ta đuổi vợ. Đúng rồi. Rồi chị phải đi xin gạo hàng ngày á. Rồi có bữa không hay sao? Rồi... Bữa có bữa không chứ. Bữa nào không có rồi mình đi đói. Hai vợ chồng kết hôn được bao lâu rồi hay là ở với nhau thôi? Kết hôn không? Kết hôn đàng hoàng 10 năm. 10 năm rồi mà sao chưa có con? Tại vì vợ em chứ kế hoạch gia đình đó. À, kế hoạch ha. Là sợ sinh con ra sợ bị khổ hay là sao anh? Thì đó, tính nó tính được trước. Dạ, điện về cho đứa cháu quá, đứa cháu mới lên kêu. Mới hay. Khi mà thấy được vợ như vậy đó, thì lúc đó anh nghĩ là vợ anh còn sống không? Nó là thấy là 5 năm đó, nó mẫu là ra là 5 năm. Làm lấy tờ đồng quan cho anh ký tên đó là lên ca mổ đó là nghĩ bác sĩ nói là 5 năm chứ gắng cố sức. Nếu mà thận buồn thận gió thì qua được, còn không qua được thì bác sĩ cho về. Cái chỗ mà xảy ra tai nạn là gần nhà anh không? Ở trên 13. Cách đó khoảng mấy cây số. Cách đó cũng mấy cây số thôi. Đó nó cũng 2 cây mấy, 3 cây à. Thì trong lúc mà vợ anh bị tai nạn như vậy đó, khi mà nghe tin báo như vậy, lúc đó vợ anh đã đi bệnh viện chứ hay là vẫn còn ở chỗ tai nạn? Chở đi rồi, khi nó chở xuống xe đét rồi. Chở đi, là ai người dẫn anh? Không, dẫn vợ em không à, em còn ở nhà. Không biết, thức em hỏi là tức là ai là người dẫn anh lên bệnh viện hay là tự lên? Không có, đứa cháu chở xuống xe đét. Đứa cháu chở lên. Em nghe nói là anh không biết chữ. Đúng rồi em. Mấy hôm nay là hơn là nhờ có em Toàn đây nè. Yeah. Chạy giấy tờ cho anh đây. Mà xin lỗi anh, nãy giờ em trò chuyện với em chưa biết tên anh luôn đó. Anh Út em. À, anh em. Dạ. Trời ơi, một người đàn ông bị động kinh, rồi khô não, khô phổi, khô gan, không biết chữ, nuôi một người bệnh. Khô não, khô gan chứ. Không biết nói gì luôn. Mặc dù là anh bị bệnh nhiều nhưng mà cái cảm xúc, cái lý trí của anh vẫn còn thương vợ anh rất là nhiều. Tại vì cô chú anh chị xem là trong ánh mắt của anh nó cũng muốn rớt nước mắt thôi. Tại vì cũng là nghĩa vợ chồng đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Thì mấy bữa nay anh có sự khó khăn đồ nhiều không anh em? Cũng ít lắm. Bây giờ có cái gì anh cứ nói lên, cái gì khó khăn đó anh cứ nói. Thì xuống đây rồi nói gì nữa vậy? Chỉ có nuôi vợ mình thôi. Anh có mong ước cái điều gì không? Không, cứ mong ước là vợ luôn mạnh trở về nhà thôi. Chỉ mong ước là vợ hết bệnh đi về. Rồi tới đâu thì hay tới đó, rồi bên tai nạn đụng thì tính duyên. Sao? Thì em nghe nói là bên tai nạn gia đình họ cũng không được khá giả, cũng tương đối là cũng khó khăn đó. Nói chung là bả xuống có nuôi nữa. Mà đâu 4 năm bữa bả nói là bả về, bả xuống có đóng tiền. Mỗi lần đóng tiền bả xuống bả khóc. Sao khóc vậy anh? Bả nói là không có tiền rồi cháu nó báo. Tức là hoàn cảnh mình kia anh cũng khó khăn ha. Đúng rồi. Thì anh cũng không làm khó làm dễ gì ha. Không, em không nói gì hết á. Bây giờ bên kia trung tâm là lấy lo cùng vợ mà. Ví dụ mà trong những ngày nay á, khi mà chị nhập viện á, nếu mà lỡ không có bên phía gây tai nạn á,
họ đến họ chăm sóc cũng như là hỗ trợ vấn đề tiền bạc á. Thế bây giờ giả sử nếu mà không có bên đó thì anh sẽ như thế nào? Ví dụ thì đáng lý ra nó không gậy, em cũng đuối lắm mà tính điện bển xuống một người làm đổi đó, xuống một người xuống đây với bên em một người làm đổi. Tức là như vậy nè anh em, cái vấn đề mà tài chính tiền bạc đó là không có và anh phải giải quyết như thế nào? Bên kia không ấy thì anh giải quyết như thế nào? Thì cũng gắng lo, mình cũng hỏi tiền ta thì cũng gắng đi mượn để cứu vợ đúng không anh? Đúng. Rồi cái đó hoàn sao ở tính bên kia. Cũng hên ở đây là cái người gây tai nạn, mặc dù người ta khó khăn thiệt mà đụng cái là người ta chở đi bệnh viện chứ không phải là bỏ. Đó. Em cảm ơn anh em nha. Dạ. Thấy anh cũng thấy thương quá với anh Hiền. Với cái tinh thần bị bệnh nhiều như vậy đó thì cũng mong ông bà cô bác mạnh quân với những khán giả thông cảm cho anh em ở đây. Sức làm sao giờ đơn luôn. Thấy quá trời thê thảm. Thê thảm quá phải không chị? Thì chị cầm thì cũng bệnh mà anh chị mà thấy gì. Em quay cái nhà nè chị cảm hả? Cảm động rồi, bây giờ xuống gặp được cái chị bé ở đây cái nữa, cái nhà với lại dung mình nhưng mà cái bệnh tai vợ nó chống lỏng chống lẻo mà. Ví dụ chị có bảo hiểm nó đỡ chút còn không có là nhiều tiền bảo hiểm vừa tới ngày hết hạn luôn. Không vậy bảo hiểm là sau này xài tới được mà phải không? Bây giờ làm dạ. Bây giờ làm lại chứ không là cũng mệt nhiều tiền mà. Thì chị Ngọc thấy sao một cái chàng thanh niên mà toàn nè, tuy là ở sớm thôi nhưng mà còn hơn dục thịt nữa. Anh xác cho nè anh. Xem trai dạ, dạ. Xích vô tí dạ, dạ. Nhỏ mà biết làm việc thiện, trời ơi cái tâm lớn ghê luôn, thấy thương ghê. Vậy mua cho nó dép cái gì? Ở đây không có tiền. Tao không có dép, tao ăn gì lắm ăn. Thì có ai mà được vậy đâu. Đâu có bà con ruột rà, máu mủ gì đâu. Dân người Đồng Tháp. Dân người Đồng Tháp. Tình thương mến thương nhau, sống lá đành đùm lưới rách thôi chứ. Như ở sớm đó cũng xét nhà đó. Này biết sao không phải lá lành đùm lá rách mà lá rách đùm lá nát. Rồi lá nát đùm lá tả tơi. Dạ. Thấy thương ghê. Thì bây giờ chị thấy cái tình cảnh vậy đó, gia đình của chị bé vậy đó, thì chị có cái hướng nào giúp đỡ được không chị Ngọc? Ship nè. Ship cái này giờ mình cũng không biết sao, chờ chỉ đứt chờ thôi, giờ mình chỉ giúp ảnh là tiền ảnh bằng nào tạm thời hay là tạm thời là ăn uống hàng ngày rồi, chứ hồi nãy hỏi ảnh trong túi không có đồng nữa, đồng bây giờ mình chỉ giúp khoản đó thôi. Cũng chưa có cụ thể chứ, nhưng mà bên tai nạn thì người ta cũng đã có đã lo để coi thôi. Dạ, không có tiền, không có tiền, không có tiền, không mình không có ăn cắt nữa nha. Mà anh nói thiệt nha, ảnh như vậy á, khi ở trong bệnh viện anh bỏ tiền trong người anh cũng sợ. Dạ đúng rồi. Phải không anh Tam Triên không? Thì bên nhà nói là anh đi mua cơm, anh không biết mua, không biết đường mua cơm, giống như không biết đường lên xuống. Cái có cái bữa mà xuống chạy kia dọn đồ, kia dọn đồ lên lầu 3, cánh xách vali với đồ đi xuống lầu 2 chứ. Không. Khờ, kiểu như cái não khô rồi đâu có hoạt động nhiều. Như điện thoại em mới điện ổng cái nói chuyện em điện lại cái hỏi ai vậy? Trời mới điện tức thì cái là cũng không biết, không nhớ luôn. Không biết sao. Dạ. Cái não ảnh khô rồi, đâu có hoạt động như mình. Ở nhầm khi cái lời nói nó hơi bị thô á. Lời nói hơi bị thô cũng mong cô bác hiểu ra. Dạ, mình nói qua là anh thương. Cái tên anh Hiền, không có... Không có mà cứ câu mâu hay cự gạo gì với ai hết. Nói chung sống mà sớm là ai cũng thương hết. Em ở sát nhà luôn hả? Không, em nhà quê em thì ở bên La Dung, còn bên ngoại em ở bên đó. Em qua chơi em gặp, tại vì hiện lúc nhỏ em có ở bên đó thời gian. Qua chơi gặp là nuôi luôn, nậu tốt kiểu như ta. À. Thì hồi bây giờ thì chắc mình cũng tranh thủ thu xếp gửi ít quà hả chị ha? Để cho gia đình nghỉ ngơi và bên cạnh đó là bên bác sĩ vô chích thuốc nữa. Thì bên em tới thăm hoàn cảnh gia đình của anh em á. Có người vợ tên bé bị bệnh như vậy đó, với bị tai nạn rồi. Cũng trong cái lúc mà cũng khó khăn thì em là có kênh YouTube Phong Nguyễn cùng đi với WeFood với anh Tấn Lê Dung với anh Tâm Thị Ngọc á, cũng chích cho cái phần nhỏ nhỏ trước từ kênh em ha. Xin phép Mạnh Thường Quân đem chích ra. Xin phép cô Lan là gửi cho anh 1 triệu ha, với cô Mai Nguyễn là 1 triệu, với chú Thanh Cường ở Mỹ là 1 triệu.
là tổng cộng là 3 triệu ha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đây là 3 triệu của Mạnh Thường Quân, kênh Phong Nguyễn em nha. Dạ. Dạ. Anh nhìn lại máy ảnh, cảm ơn giúp cho em ha. Cảm ơn anh. Dạ. Thì thầy ảnh hiền với bị bệnh bên não là đủ thứ của chú anh chị. Cái này đó là Phong là với cô bác ai cũng thương thương còn nhiều hơn nữa, chứ không có trách ảnh được. Thì Phong cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân kênh của Phong nha. Hôm nay là vợ chồng em xuống thăm chị. Dạ. Thì thấy cái hoàn cảnh của gia đình mình thì thương tâm quá trời luôn. Chị thì nằm chỗ vậy, không biết là giờ thì tay chân còn cử động được, nhưng mà không biết lúc nào tỉnh, không biết. Còn anh thì cũng bệnh, bên não cũng không có được bình thường. Thì nhờ em trai này ở chầm sớm mà cái tình yêu thương lớn quá, nãy em có nói là tình thương mến thương. Thì giờ là Tâm Ngọc xuống là anh Tâm có ý là trao cho anh 5 triệu, nhưng mà ý là bây giờ nhờ anh gửi lại cho bé trai đó 1 triệu riêng. Dạ. Là để cho giống như tình thương mến thương. Để cho em có, để em có chi phí cũng như là lúc điện thoại hoặc là cơm hay là này kia lúc nào xin từ thiện được. Em nói là em ăn cơm từ thiện không hà, nhưng mà cái tình thương thì thấy vậy thôi, anh chia sẻ cho em là riêng 1 triệu để em có muốn uống cà phê nhiều khi thức đêm canh chỉ đó nha anh. Ha anh. Dạ. Dạ. Vợ chồng cũng có chút đỉnh gửi cho em. Gửi cho anh 5 triệu. Nhưng mà anh chia sẻ cho em nó 1 triệu riêng. Dạ, dạ. Ừ. Vậy đưa anh, đưa đi anh. Anh ừ đúng rồi. Không nhận được không? Không không, cái này là em, tại vì em lo cho bé. Chặt điện thoại. Ừ, cho riêng em kèm đi. Không không, em cứ nhận đi. Em cứ nhận. Cái này cho riêng chứ không phải là cho ừ đó, là coi tại vì em nhiều khi điện thoại điện cho ảnh rồi điện bên kia. Uống ly cà phê rồi. Cái này là em cũng là lo cho chị chứ không phải riêng bản thân em gì, nhiều khi điện thoại cho cái bên mà gây tai nạn đó. Đó, cái tiền. Ở đây ở không rồi chăm lo chị, rồi tiền đâu mà mình có. Ừ. Không phải, không phải. Không phải, cái còn lâu dài. Ừ, cũng có đây rồi, em cứ giữ đi. Là cũng lo cho chị chứ không phải là em đừng có ái náy, tại vì em ở đây mà có đáng gì cái công em, trời ơi, vô giá luôn á, thiệt á. Ờ, chứ không 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 phải là chứ đâu có đáng gì đâu. Cái tình cảm của em á là tiền không có sánh, không có cái gì sánh bằng được hết á, chị nói vậy đó. Nhưng mà cái này là chưa chắc lo được, giống như là cái này cái tình thương, như nãy em có nói là tình thương mến thương, thì tình thương của anh Tâm cũng dành cho em như vậy đó nha. Em nhận đi cho vui chứ không phải là giá gì. Dạ. Thôi chúc chị mau hết mau bệnh, mình trở về với gia đình. Rồi. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn anh nha. Dạ. Đây thì nãy giờ thì anh Tâm, chị Ngọc cũng đã cùng với Phong, như những anh em ở đây cũng chia sẻ sự yêu thương dành cho gia đình của anh em ở đây, anh em với chị bé ở đây. Thì trong khoảng thời gian kế tiếp thì cái quá trình mà chị bệnh còn rất là dài, thì cũng cầu mong một cái phép màu nào đó, và đặc biệt là ông bà cô bác nếu mà đồng cảm thương cho hoàn cảnh của anh chị đây, tại vì anh chị không có con và bên cạnh nhận nhà thì cũng của nhà nước cất rồi đúng không anh? Để lại đây anh chút xíu để anh có, để anh ấy thôi, anh có để cũng như chi phí hàng ngày, rồi còn chút xíu tiền đó là anh gửi cho Tuấn đi. Dạ, rồi khi nào cần thiết ừ vậy cho chắc ăn chứ bây giờ anh đi. Anh đi mà anh bỏ tiền về thì đó, nhiều quá cũng nguy hiểm. Không được. Bệnh viện nguy hiểm lắm. Với lại tại vì ảnh cũng sức khỏe ảnh lúc vậy lúc khác. Dạ. Nhiều khi xỉu. Dừng bỏ tiền rồi tự nhiên cũng không nhớ tiền ở đâu nữa là cũng thua luôn. Nha. À, à. Vậy cái tại vì hôm nay tụi này tới là cũng nhờ Tấn Lê Dung là mời em Phong với Nguyễn, rồi là tụi này mới xin tách Tùng đi theo. Chứ không khơi khơi mà tự nhiên. Rồi thôi anh là Tấn vô đi. Tấn vô đi và chào cho cô bác anh chị thấy luôn. Bây giờ là gửi đưa lại cho ảnh 1 triệu đi. Để cho anh có một. Còn có số anh Tấn không? Dạ có rồi. Rồi anh đếm tiền đi rồi anh gửi cho anh. Anh đếm đi coi bao nhiêu. Anh đếm đi anh. Anh đếm đi coi nhiêu đi. Để anh thử đếm đi. Anh đếm. Ừ, anh thử đếm đi. Hãy subscribe.
thì tiền ở đây thì của chị bé với anh em á, thì cũng là của anh chị, nhưng mà muốn tốt, tại vì nhà bệnh viện nó cũng người ra người vô của mấy anh chị, với tinh thần của anh cũng bất ổn, không có được ổn định, trong khi để tiền hồi cũng quên, thì tạm thời gửi cho anh Tấn Lai Vung, sẽ anh sẽ giữ, thì những cái lúc mà khi mà hết tiền sẽ thông báo thì sẽ anh chuyển qua. Anh giữ lại 1 triệu đi. Rồi anh rút 1 triệu. 6 triệu đi. Tại vì anh lấy cái tờ, anh lấy tiền lẻ 10 tờ. Đây. Để chị Ngọc cho nó nhanh ha. Tại vì tiền cản đi khi với một cờ cái là mất nhiều lắm á. Đúng rồi. Hồi nãy mình hỏi có hỏi anh. Này sáng này anh trao cho anh Tấn đi, giữ giùm đi. Rồi anh Tấn sẽ giữ là 6 triệu, còn 1 triệu là anh sẽ chi tiêu. Rồi bây giờ mình xin đại diện mình giữ của anh là 6 triệu. Còn khi nào mà anh cần hết tiền đó thì anh sẽ gọi mình chuyển qua để cho nó an toàn. Dạ dạ, về đi anh ha. Dạ nha anh, có buồn vui gì không? Vui rồi, anh có buồn không? Không. Tin tưởng mà. Tin tưởng. Người tốt, là không tin thì tốt. Có anh Tuấn á, hôm nay anh Tâm, chị Ngọc cũng như là Phong cũng như em mới đến đây gặp được anh chị. Đấy. Bây giờ thì anh... Rồi, anh có cái lời nào nói đến mà quý mạnh thằng Quân và anh Tâm với chị Ngọc không? Thằng Quân thì em cũng vui, ngày nay cũng cảm ơn rất là nhiều. Anh chị em cũng cảm ơn rất là nhiều. Mày không biết nói gì ha. Rồi thôi cũng xin chúc mà anh gia đình với chị là được sức khỏe nha, cũng như an toàn luôn. Chúc mấy anh cũng sức khỏe. Thì nó khó khăn là đủ thứ hết. Thì cơm là chủ yếu là xin cơm của từ thiện ăn không à. Dạ. Thì không ai là bị như vậy rồi. Dạ. Thì cuộc sống mà thì cũng cần có sự yêu thương, sự quan tâm, sự đồng cảm. Thì hồi bây giờ thì chắc Phong Nguyễn cũng tạm thời khép chương trình tại đây. Dạ. Và thật sự là cảm ơn cái tấm lòng rất là quý của anh Toàn ở đây. Tuổi nhỏ nhưng mà có tâm tốt. Thì cũng mong anh lúc nào cũng giữ được tấm lòng như vậy ha. Dạ. Thì cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Rồi em cảm ơn anh ha. Dạ, cảm ơn. Dạ dạ. Thì Phong Nguyễn xin khép chương trình tại đây và cũng chúc ông bà cô bác Mạnh Thường Quân và những khán giả thì luôn bình an, may mắn, nhiều sức khỏe trong năm mới nha. Hẹn ông bà cô bác những đoạn video tiếp theo nha.